Xin chào các bác nhá. Bác nào có đang đam mê cái dòng loa chung của Ken 3 con 5 mà dòng bass đánh đẳng cấp trầm nhiều, hãy thì alo cho em nhé. Với những cặp loa này thì các bác không cần phải mua thân trầm các bác nhá, không cần phải mua thân trầm bởi vì bản thân nó ra rất là nhiều trầm rồi. Đó, bass là lòng pháo các bác nhá, bass kiểu dạng lòng pháo rất là xịn. Nhiều bác thắc mắc bảo sao anh thấy em quay con nào cặp tép nó cũng bị như vậy. Đấy thì em cũng nói luôn với các bác rằng là em nhập cả 20 con thì cả 20 con tép nó đều về như vậy. Tại vì đây này, có biết lý do tại sao mà nó như vậy không? Đây nhá, cái căng của nó là căng vải, các bác như này, căng vải. Khi người ta lại vào như này, đấy, thế là một ai đó bê này, thì mấy cái ông bê hàng các bác, bê người ta toàn bám này, này, toàn bám này, bám mà người ta nhấc lên, đấy, thế đâm quanh là cái tay này ấn vào đây một cái thôi, là nó móp vào, đấy. Thì có biết lý do tại sao mà tất cả những cái dòng này con nào cũng bị như vậy không? Đó là do những cái người bê hàng không khéo các bạn. Và cái quy trình đóng hàng, cái quy trình đóng hàng người ta đóng không khéo, thế đâm quanh là nó sẽ bị nhảy đó, thì nó bị méo cái tép đó, là cái lón thôi, cái phần này phần lón của nó thôi, chứ còn mọi thứ thì vẫn yên tâm, quá yên tâm đấy. Đó là lý do tại sao mà con nào về động như vậy các bạn nhá. Đấy, còn hình thức con này thì nói chung là cơ bản nó là hàng còn rất là tuyệt vời luôn. À, đây có chỗ này hơi bị một xíu này, đây đấy, đây bị một xíu này, đây đấy, còn bình thường nó bán những cái dòng này của nó là 3,8 triệu đấy, tuy nhiên thì ở đây nó hơi bị một xíu đây với cả đây nhá. Đấy thì em có nói rõ với các bác luôn đấy, không nói quá lại bảo là sao không bảo gì với anh, đó là do quá trình di chuyển của bác đấy, thì là nó xô vào nhau ấy, đây nó bị một xíu này đấy, nó chả sao cả các bạn, gọi là hình thức phía sau đây, còn phía trước này rất là đẹp luôn này, đấy, các bác nhìn này đấy. Và mọi góc cạnh rất là ok. Nó thiết kế theo kiểu dạng như một khối gỗ ấy các bác, nhìn rất là đẹp. Công suất của loa đạt 100W các bác nhá, 100W trở kháng là 6 ohm. Hàng sản xuất tại Nhật, made in Japan. Cầu loa là cầu đồng bắp chuối. Đây. Nó là cầu trục đồng đấy các bác nhá, đồng đấy. Nguyên gọi là đồng nguyên chất luôn đấy. Ken 3 con 5 này thì nó là dòng bát ấm và có rất là nhiều trầm. Thế nên là bác nào mà đam mê những cái dòng loa này thì nghe sang cái dòng khác cảm thấy nó nhạt nhẽo ngay, bởi vì khi nghe quen những cái dòng này rồi thì nhảy sang dòng khác một bộ dàn nào đó thì các bác phải có súp thì mới nghe được, còn nếu như không có súp không thể nghe được đấy, tại vì nghe con này nó nhiều trầm mà bát nó ấm xong rồi nó trầm, nghe nói chung là phê lắm. Bác nào mà nhà chung cư à, chắc gọi là mở chỉ gọi là bé bé là vừa, chứ còn mở con này thì sợ chung cư gần như không chịu được, bởi vì là em đã bán cho hai bác ở chung cư rồi thì gần như là các bác đều phải cho ở mức độ gọi là vừa phải, nhỏ nhỏ chứ không dám cho to, tại vì nó nhiều trầm ấy, nó đánh dã man luôn các bạn, đánh như con loa to ấy, kinh khủng luôn. Đây căng đây, bác đây căng vào thì nó sẽ là như này đó, đây logo cũng kiểu dạng mạ vàng rất là đẹp đấy, thương hiệu của Ken đấy. Đây căng vào nó sẽ là như này thôi nhá, đó tuyệt vời chưa ạ. Con này hàng đẹp của nó đang bán là 3,8 triệu, tuy nhiên thì nó hơi bị xíu đây một tí này. Đấy, thì để các bác con này giá là 3,4 triệu thôi nhá, để các bác con này là 3,4 triệu, còn bình thường đang bán của nó 3,8 triệu một cặp như này nhá. Đấy, và các bác xem video thì biết rồi, tất cả những clip mà em test thì đều là bán hàng cho khách đấy, là khách đã chốt rồi và em đã gửi đi đó, còn chưa kể là khách qua cửa hàng lấy. Đấy, hôm trước thì cũng có bác hỏi với em về cái dòng loa này nhưng mà nó chưa về. Đấy, hôm nay nó về thì em lại quay được. Cái dòng này thì đợt này thực sự bác nó rất là ít về luôn, gần như không có hàng ấy. Đấy, đặt mà em đặt là 10 bộ, 10 cặp, thế nhưng mà về đúng hai cặp. Đấy, thì cặp này là về đầu tiên này, còn một cặp nữa đang về, nhưng mà chắc phải ra riêng mới về được. Đấy, bởi vì bây giờ cũng cuối năm rồi, thì hàng vẫn bên đấy chưa 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 cho ra được. Đây là chắc là phải phải sang năm các bạn, đầu năm tầm khoảng tháng tháng 3, tháng 3 dương lịch thì là bắt đầu hàng mới về được. Còn hiện tại thì là còn đúng một cặp này. Đấy, cặp này về đầu tiên thì tính ra là con này là thuộc năm cũ đấy, còn con kia là về là thành năm mới đấy. Đấy. Đây. Tuyệt vời luôn các bạn. Quá đẹp luôn. Cái dòng này có bác kê ở nhà, em nói thật các bác là cực kỳ mê luôn. Cái dòng này thì nhất là những bác nào mà thích kiểu nhạc mà nó bắt đánh bolero ấy thì nghe những con này phê lắm, bắt căng, hoặc là nghe nhạc liên khúc cực kỳ sướng. Cái dòng này bắt đánh sâu, nghe nó đầm lắm. Em bán cho rất là nhiều người về cái dòng này rồi nhưng mà chưa thấy một ai chê,
Về cái con này chưa một ai chê luôn các bác nhá. Đấy. Về giá thì con này như em đã nói rồi nhá, để có qua đồng tư, còn bình thường của nó bán là toàn 3 triệu 8 hết. À, bát tép mọi thứ là hàng nguyên zin cho các bác nhá, nguyên zin luôn. Từ gân màng rồi cái lón của nó từ tiếc đều nguyên zin cho các bác, được chưa ạ? Đấy, thế nên là các bác mua hàng là yên tâm luôn. Số điện thoại đặt hàng là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhé. Một trong hai số thì gọi cho em số lạ cũng được. Hoặc có thể là qua trực tiếp cửa hàng nhà em cũng được. Nhà em thì ở gần bến xe Mỹ Đình các bác nhé. Ở số 57A đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhé. Các bác qua trực tiếp để lấy hàng được hoặc là đặt hàng online, bên em sẽ ship tận nơi luôn. Vâng, xin chào các bác nhé.